Thời gian gần đây con hay đi công việc xa, nhiều khi con đi mấy ngày con không về. Không biết là mẹ cũng nhớ con dữ lắm, nhưng mà tại vì tính chất công việc con bắt buộc phải xa gia đình. Thì lúc con đi làm về khuya, con đi làm Sài Gòn, có khi con đi làm ở những tỉnh khác, thì con về rất là khuya, thì khi con về thì mẹ đã ngủ. Và sáng mẹ dậy mẹ muốn gặp con thì không được, lúc đó con mẹ đi làm thì con lại ngủ ở trong phòng. Thì hai mẹ con không có gặp mặt nhau, không có chuyện được nhiều với nhau. Con biết là mẹ lo lắng cho con dữ lắm, tại vì có một mẹ có một mình con à, mà con lại đi làm trên Sài Gòn xa, nhiều khi khuya 2-3 giờ sáng, 4-5 giờ sáng mới về, mà đi xa từ đây về dưới Long An, thì con biết mẹ rất là lo cho con. Nhưng mà mẹ hiểu cho con, đây là một cái công việc con đã đam mê từ nhỏ rồi, mẹ cho con thực hiện nó. Vì là mẹ con nên là mẹ cũng biết là con không bao giờ mà nói những cái lời sến súa hay là yêu thương, hay là nói là con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, hay là con thương mẹ nhiều lắm, chưa bao giờ con nói những lời đó. Và mẹ cũng biết là con chỉ thể hiện những cái hành động yêu thương khi mà mẹ hay là ba bị có chuyện hay là bệnh, con mới dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình thôi. Thì con biết là trong thời gian vài năm trở lại đây thì mẹ đã bị bệnh khớp chân và mẹ chạy đi rất nhiều, mẹ phải lo toan cho tất cả mọi chi phí trong gia đình. Và phần làm con chưa giúp đỡ được gì cho mẹ nhiều. Con hứa là trong tương lai gần nhất con sẽ cố gắng theo đuổi đam mê, và con sẽ cố gắng hết sức, làm việc hết sức để có thể giúp cho mẹ trong những cái chi phí hoạt động hàng ngày. Con biết mẹ đã cố gắng hết sức rồi, và qua chương trình này con cũng muốn gửi lời xin lỗi vì con hay cãi lời mẹ, không nghe lời mẹ, và cũng muốn cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con, yêu thương con. À, con muốn nói một lời là con yêu mẹ nhiều lắm. Chào hai mẹ con. Dạ. Hồi nãy là chị thấy em đã rất là xúc động trong đoạn clip rồi, mà bây giờ nghe lại thì thấy không kềm được nước mắt luôn. Dạ. Vì thương mẹ quá, hay là vì nghĩ đến những cái điều trước đây, những cái lỗi lầm mình đã gây ra, những điều mình chưa phải với mẹ. Dạ, thật ra là từ nhỏ đến lớn là em rất là thương mẹ. Nghĩ về cái khoảng thời gian mà mình hay cãi lời mẹ, mình bướng, mình lúc nào cũng không nghe lời, làm cho mẹ khóc, buồn, mẹ giận. Mà trong khi người mẹ thì bị bệnh tim, rồi sau này thì bị bệnh khớp chân, rồi bị thiếu máu não nữa. Em rất là lo, em không biết là lúc nào nữa mẹ không còn. Không sao em, tại chị nhìn thấy mẹ còn trẻ. Thật sự chị nhìn thấy mẹ còn trẻ, còn khỏe. Tất nhiên là nhìn vậy thôi, sẽ có những cái vấn đề bên trong cơ thể mình, nhưng mà nhìn bên ngoài thì thấy sắc diện của mẹ vẫn còn rất là tốt. Mình đừng có suy nghĩ đến những cái điều nó xa xôi quá mà mình lại bị buồn. Hồi nãy chị nghe con mình nói như vậy á, cảm xúc của mình ra sao ạ? Thật ra thì mẹ và con thì cũng ít nói chuyện với nhau lắm. Mình thì làm công nhân. Bây giờ vẫn còn đi làm? Dạ. Sáng mình đi thì mình tăng ca, tới tối mình mới về. Cho nên chỉ mong con là muốn làm công nhân chung với mình, để mình có thể nhìn ngó con. Tại vì mình có một con thôi. Nhưng mà con thì chỉ thích làm công việc gì mà con thích. Mẹ nói thì ít có nghe. Đam mê công việc là thường xuyên đi về, ít có gặp mặt được. Cho nên mình rất là lo lắng. Có khi một tháng mình chỉ gặp con được có vài lần thôi. Con đi xa mình rất là nhớ. Em hiểu cảm giác của chị. Mẹ thì lúc nào cũng muốn ngó nghiêng được tới con. Làm công việc mà gần mẹ thì mẹ mới chăm con được. Nhưng mà em xin lỗi, nhưng mà thật sự là nếu như mà ước mơ của Truyền chỉ là một người công nhân, điều đó cũng không có gì xấu cả. Nhưng mà nếu mà Truyền ước mơ lớn hơn như vậy, làm một công việc khác, thì em nghĩ nó sẽ tốt hơn cho cuộc sống của hai mẹ con. Nên là riêng với Truyền, một chàng trai còn trẻ và còn nhiều năng lượng thì cũng phải để cho bạn ấy ước mơ. Tuy nhiên thì nó cũng hơi khách trở. Em sẽ không được gần mẹ. Em muốn làm công việc gì vậy Truyền? Dạ, em tương lai ước mơ lớn nhất từ nhỏ của em là em muốn làm một diễn viên. Em làm diễn viên? Dạ. Rồi em đã thực hiện được điều này đến đâu rồi?
Dạ, em chỉ mới thực làm được cái công việc mình yêu thích khoảng nửa năm trở lại đây thôi. Cũng chưa có được cái gì gọi là to lớn, nhưng mà em rất là vui. Tại vì em đã làm được cái công việc mà em đam mê và em yêu thích, và em lúc nào cũng vui vì em được làm công việc này cả. Em có đi học không? Dạ không. Em là diễn viên tự do tay ngang lên ạ. Nếu mình làm diễn viên theo kiểu bữa nay ai hú cái mình đi quay thì chị không nói. Nhưng mà nếu em làm như vậy nó chỉ hương hoa thôi, em không đủ để lo cho em và gia đình em. Còn nếu như mà em chuẩn bị cái nền tảng tốt thì em cũng sẽ giống như chị nè. Mình sống được bằng nghề, mọi thứ mình có đều từ nghề mà ra. Vậy thì cái nền mình phải thật chắc. Đó là một chút chia sẻ với em thôi. Còn quay trở lại chuyện của hai mẹ con, thì hiện tại thì em đang làm công việc mình yêu thích, nhưng mà nó cũng còn rất là mới mẻ, phải không? Em có nghĩ đến những ngày sau đó, nếu như trường hợp một ngày nào đó em nhận ra rằng là mình không có phù hợp với công việc này chẳng hạn, hoặc là mình không có mục tiêu để theo đuổi nữa, em có quay trở về bên mẹ không, hay là tìm kiếm một công việc khác? Dạ, dạ có ạ. Nhưng mà trong thâm tâm em nghĩ là em sẽ đam mê và em thay đổi nghề này, và em sẽ quyết tâm thay đổi đến cùng. Em hy vọng là lỡ sau này mình có chuyện gì thì mình cũng mong mà được hiến những cái gì đó cho văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Đó là một cái điều rất là đáng trân trọng, nhưng mà cứ nhớ là phải bắt đầu từ việc học ha. Dạ. Cái điều em lo lắng nhất là vì thấy con thì nó lớn như vậy nhưng mà đầu óc nó còn non quá. Nói chung là em sợ nhất là những vấn đề mà những mối quan hệ. Truyền có một cái lời nào mà truyền nói, truyền cho mẹ cái niềm tin rằng là truyền sẽ làm được cái điều mình thích không? Tại vì chị thấy trong ánh mắt của mẹ em vẫn còn rất là hoang mang, vẫn còn chưa thật sự tin tưởng vào cái điều em chọn đâu. Dạ. Mẹ, đây là cái công việc mà con đam mê từ nhỏ và con rất là yêu thích nó. Con hy vọng là trong thời gian gần nhất con có thể học tập và làm việc và thành công với công việc này, để có thể đỡ đần cho mẹ và có thể nuôi sống cho bản thân của con. Và thật sự là con cũng muốn nói với mẹ là dù có như thế nào, dù mẹ có già có như thế nào, có làm sao, dù con có lớn bao nhiêu tuổi thì trở về nhà con vẫn là con của mẹ, vẫn là một chàng trai lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ. Và con muốn nói là con lúc nào cũng yêu mẹ nhiều lắm. Con nói như vậy thì mẹ cũng yên tâm, mẹ cũng cầu mong rằng con đường tương lai của con, nếu như mà con thành công thì cũng sẽ tốt cho con, và để cho con sau này có thể có một cái gì đó để lo lắng cho cha mình. Tại vì con cũng thấy cha con là tật nguyền, đâu có làm gì được đâu. Mà còn thì con đi còn bó tối ngày, mẹ thì đi sớm về khuya, ba thì không đi tới đi lui được, cha mẹ thì chỉ có một mình con thôi. Cho nên mẹ mong rằng, mẹ mong rằng làm sao cho tương lai của con sau này sáng hơn cha mẹ hồi xưa một chút xíu. Chứ cha mẹ sanh con ra là đã khổ lắm, không muốn con sau này giống như cha mẹ hồi ngày xưa.
đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay.